vâng kính chào tất cả các bác nhé các bác ơi à, ngày hôm nay em lại tiếp tục lên thập tẩm tất cả các loại Đấy, micro hàng bãi hàng cao cấp hàng chất lượng toàn bộ những cái dòng micro này thì em cũng nói luôn nguồn gốc xuất xứ là từ những phòng hát ở bên nước ngoài các bác nhá và tất cả hàng này còn nó là hàng bãi hàng đã qua sử dụng thay vì chúng ta chơi những bộ mic nhái những bộ mic rẻ tiền thì các bác có thể lựa chọn những bộ micro hàng cao cấp giá mới có thể lên đến tầm khoảng 7-8 triệu 10 triệu một bộ nhưng ngày hôm nay các bác chỉ bỏ ra từ 700 600 700.000 à cho đến hơn một triệu. Đấy các bác đã có quyền sở hữu những bộ micro hàng cao cấp hàng đắt tiền rồi. Vâng và ở đầu like ngày hôm nay thì em Hiền xin được à, giới thiệu và để cho tất cả các bác một bộ micro. Đó chính là một bộ micro o-mic oh này các bác này. Bộ này thì em nói luôn là trong à, à, cái quá trình vận chuyển thì bộ này nó mất một tay còn có một tay thôi em để cho anh em với giá là 700 000 được không? 700 nhá. Đấy, 7 ha. 500. 500 ha. Rồi, 500 thì rẻ quá lỗ vốn đấy, để cho bác 650 đi. Ô mai mic M5002. Đấy, con này thì hình như thợ bảo là một bên tay là cũng không ăn nữa. Đầu thu là chỉ ăn một bên và có một tay thôi. Để cho bác với giá 650 nó là mic bay ư các bác nhá. Con này thì các bác biết rồi, nó không lạ gì. Đấy, em cũng không cần phải tháo cái uh, thuật này để cho nó mất thời gian của các bác. Đó, và đây ruột của nó như thế này đây các bác ơi. Đấy, ruột của nó là hàng Bayer xịn như thế này đây. Em để cho bác với giá là 650 000 đồng Tay chân đẹp các bác nhá. Anh em cảm thấy mà ok là các bác nhặt về là hát thay bộ uh, uh, mic dây ở nhà cho con cho cái uh, sử dụng. Đấy, rất là ok. Đấy, bộ số 1 này. Đấy, bộ này thì em bao sống bao test luôn này. Bộ số 2. Đó chính là dòng micro mang thương hiệu là Bayer 890. Thì ngày hôm nay em nói luôn là toàn bộ là những cái hàng Toàn hàng là cao cấp thôi Toàn tay Titan Toàn hàng đẹp thôi các bác ạ Con bay ơ 890 này thì nó là à, Đòi 2019 Đòi 2020 Đấy, Thế hệ đòi cao nhất của 890 luôn các bác nhá. Rất nhiều bác bảo là thế bây giờ đòi này là nó là đã được gọi là đòi cao chưa Thì em nói luôn là 890 này của nó là đòi mắc cao luôn Đấy, Dòng này của nó là đòi bị cải tiến và vị mới nhất bây giờ Bay ơ 890 mặt Gọi nó là mặt màu vàng gold Đấy, mặt mũi của nó thì tất tật tật cả nó rất là đẹp luôn, rất là sang trọng các bác ạ. Đây các bác nhìn nhá, Biovia 890. Em chỉ còn có duy nhất là ba bộ. Đấy, hàng này là hàng tháo từ phòng hát ta. Và các bác có thể nhìn tay chân của nó để các bác cảm nhận thấy là đối với 890 nó vẫn là một cái gì đó, nó ăn vào cái tiềm thức, ăn vào cái ý thức của con người Việt Nam chúng ta bởi vì à, dòng này nó là một trong những dòng micro được à, mệnh danh là bầu trời công nghệ, gia tốc, tự ngắt cảm biến chống rơi chống sốc. Đây, và nó là một trong những dòng micro được uh, mệnh danh là thánh định tiếng à, chính vì vậy mà tất cả anh em chúng ta luôn luôn lựa chọn để hát gia đình cũng như là phòng hát ngoài ra thì tất cả các bác có thể uh, sử dụng nó để đi làm show đi làm sự kiện vừa và nhỏ thì vẫn ok à, với uh, quãng sóng của nó tầm khoảng từ 20 cho đến 30 mét thậm chí là ở không gian rộng có thể lên cho các bác tầm khoảng 4 cho đến 50 mươi mét là vẫn ok các bác nhá dòng này thì tay của nó lại nhằm thọ đã lên tay titan cho tất cả các bác rồi Đấy, tay Titan thì nó rất là đắt đỏ không hề rẻ đâu các bạn ạ mà đã rẻ thì không có gì được gọi là ngon và đã ngon thì không có gì được gọi là rẻ Đấy, cho nên là các bác cứ tưởng tượng là những bộ mít chợ những bộ mít nhái các bác mua có hơn triệu thôi thì thật ra à, tất cả những hàng đó của nó thì các bác lựa chọn sản phẩm nào thì các bác tự lựa chọn thôi nhá Đấy, cam thế hệ đòi của nó là đòi mạch này của nó là đòi 2019 đòi 2020 luôn các bác nhá đồng này của nó là mạch đòi cao nhất bây giờ của 890 luôn Đấy, vỉ tím xịn sò tất cả những con linh kiện 4558 này Các bác nhìn đây này Đấy, hàng xịn sò Tất 7, cả các 8. bác uh, uh, yên tâm là dòng này của nó là mạch còn khỏe hơn cả những dòng mạch đòi cũ 6, Đấy, này, mạch uh, này thì sóng nó rất là ok Đấy, hai ca canon 6 ly, hệ thống com tinh trình, nguồn điện chạy 12V Với con này thì em sẽ để cho các bác với giá rất tốt Các bạn ạ, giá rất tốt Các bạn nhá 2 triệu 300 nghìn đồng tặng pin sạc cho tất cả các bác luôn Anh em ai chốt một bộ micro như thế này Sẽ có cao su chống sốc zin theo bộ của nó Và có cả chống lăn đầy đủ Nguồn dây 6 ly Bảo hành cho các bác 3 tháng Bao ship toàn quốc hỗ trợ chọn đòi Đây chính là một trong những mã 890 rất ít khi em hiền gặp được Bởi vì này dòng này còn nó dòng đòi cao rồi các bác nhá Bộ số 2 Tiếp theo bộ số A3 em xin được giới thiệu cho tất cả nha Đó chính là những bộ micro với thương hiệu là Pai ta thì thật ra nó là một cái thương hiệu của 5S, à, 5S nó là à, cái hãng à, trước đây là của Mỹ nhưng bây giờ thì tất cả Anh, Pháp, Mỹ hay à, Canada hay là Mexico hay gì đó thì đều được à, đặt hàng tại nhà máy của Bayer Vinamix là chủ yếu các bác ạ. Đấy, dòng này của nó là chính là dòng Bayer, các bác nhá. Bayer dòng này thì các bác không lạ thì rồi. Dòng này thì nó có chế độ tự ngắt sau 3 giây, Đấy, có chế độ à, lâu hai. Để khuếch đại sóng, xa sóng gần và tiết kiệm pin Là à, phía sau có cả giác canon này, có cả giác 6 ly này Hệ thống com tinh chỉnh nguồn điện chạy 12V Các bác nhìn lại rột gan một lần nữa để đánh giá về cái hình ảnh chất lượng Em sẽ cố gắng giới thiệu nhanh nhất có thể Và các bác cảm thấy hợp nhãn bộ nào thì các bác chơi ra miền bộ đó Con này thì anh em thọ mang ra là hoàn toàn chưa lau chùi Còn đương nhiên hàng bãi mà nó còn sạch sẽ được như thế này Thì các bác à, cũng à, phải à, ngỡ một điều khi mà chúng ta mua những bộ micro nó quá, à, mới thì nó rất là đắt đỏ Đấy, còn những bộ micro này thì em chỉ bán cho các bác với giá hơn triệu bạc thôi tay chân quá đẹp dòng này chạy neo à dòng này có nó chạy cô neo uh, M8 các bác nhá dòng này thì tiếng nó rất là bay rất là ấm đủ ba giải luôn giúp cho những người hát kém những người hát yếu chúng ta cảm giác là khi chúng ta hát vào những bộ micro như thế này hát rất nhẹ rất bay và định tiếng bộ 5s này GT259 Đấy, anh em thọ chưa vệ sinh chưa lau chùi em sẽ để cho các bác một bộ micro như thế này với giá chỉ có 1 triệu 550 nghìn đồng ok chưa 1 triệu 550 nghìn đồng tay chân đẹp rác đấy khi gửi đi cho các bác là có cả chống lăn có cả chống sốc Đấy, có nguồn có dây 6 ly khuyến mại tất tật tật và còn tặng thêm cho các bác một bộ pin sạc nữa giá này thì em khẳng định luôn cho các bác là nó chỉ rẻ bằng uh, phân nửa so với bộ bộ minh nhái thôi các bác ai chốt bộ này nhanh tay nhanh chân gọi điện cho em Hiền qua số điện thoại là 0936 để chốt đơn Ngoài ra thì em còn tặng thêm cho các bác một bộ pin sạc Đấy, Và bảo hành cho các bác à, 3 tháng bao ship toàn quốc với giá chỉ có 1 triệu 550 nghìn đồng 0936 118 các bác nhé Tiếp theo em xin được giới thiệu cho các bác một siêu phẩm Đó chính là dòng micro à, với thương hiệu là BBS Các bác nhé BBS đầu nhỏ Đây có đây có đây đây, BBS đầu nhỏ GS137 Đấy, đầu thu của nó đâu à, Các bác nhìn này, dòng này của nó là dòng micro chuyên nghiệp Đầu thu của nó là dòng đầu đầu thu nhỏ các bác nhá chính về à, cái đầu thu này Nó rất, rất là tiện lợi để tất cả các bác chúng ta đi làm show, đi làm sự kiện Đấy, bởi vì khi mà cái đầu thu nhỏ Hai cái nó sẽ, sẽ ghép vào nhau thì nó mới bằng một đầu thu to Đây, còn ruột gan còn thì y hệt như nhau các bác Không có gì khác biệt đâu Và dòng này cũng giống như những dòng micro sơ, dòng xua, dòng xịn ấy thì bao giờ nó cũng có một cái thiết kế là hai chiếc đầu thu sẽ ghép thành một chiếc đầu thu và nó sẽ có được à, cho các bác à, bốn tay micro đấy và tay này thì nó gọi là dòng đòi cao nó có chế độ gs có chế độ tự ngắt côn neo đấy, và tay chân này anh em thợ cũng đã dọn dẹp rất là đẹp rất là sạch sẽ rồi anh em về trị việc dùng đấy, phải dùng một từ là nó quá đẹp còn nội thất ruột gan thì các bác yên tâm là những cái dòng này của nó là dòng đòi cao có chế độ từ gs và nói là dòng tiết kiệm pin các bác nhá vẫn còn nguyên số phòng hát đây Đấy, như thế này là rất ok. đấy các bác nhìn nhá, hàng xịn BBS nhá. Đấy, ruột gan của nó thì anh em không cần phải bàn cái. Nhìn cái độ thất là các bác nhận diện thấy đây là hàng xịn hàng nhái Đấy các bác cảm thấy à, hàng ok thì các bác ủng hộ em một bộ, còn hàng không ok các bác bỏ qua. Đấy, nói như thế để cho nó có một cái quan điểm khách quan. Còn à, anh em bảo là cái dòng này Đấy, giá mới của nó đang bán à, lý do tại sao đang bán 2 triệu à, 2 triệu rưỡi 3 triệu mà cao hiền chỉ bán có 1 triệu 650.000 đồng thôi thì hàng này có đó là hàng xịn hay hàng nhái em cam kết luôn nếu mà đây là hàng nhái đây là hàng à, à, rẻ tiền hàng kém chất lượng em xin phép đèn tiền cho các bác một cấp 20 mươi lần đấy, cam kết hàng xịn nó nói là hàng xịn các bác nhá đấy một triệu sáu trăm năm nghìn đồng giá này là quá rẻ so với lại quy định bbsgs 137 các bác ai lấy bộ này nhanh tay gọi điện qua số điện thoại cho em thảo sinh gái 0936 118 tám và một sản phẩm cuối cùng ở trên line ngày hôm nay đó chính là bộ micro với thương hiệu H Audio một uh, bộ micro được mệnh danh là dòng uh, uh, micro quý tộc dành cho những người sang giàu dành cho những người nhiều tiền nhưng mà em cũng nói luôn hoàn toàn không phải là như vậy đương nhiên nó là một dòng micro hạng vip Đấy, hạng đắt tiền nhưng mà các bác mua chưa bao giờ có một cái mức giá mà em hiền bán cao cho các bác ở bên ngoài thị trường thì có thể bán lên đến tầm khoảng uh, 10 à, uh, à, uh, 2 triệu rưỡi 3 triệu một bộ như thế này nhưng mà em chỉ để cho các bác với giá là à, uh, 2 triệu 250.000 đồng một bộ như thế này thôi tay Titan toàn bộ tay titan toàn bộ các bác nhá Nói chung với những bộ micro như thế này thì em sẽ không bao giờ bán cao cho các bác đâu 2 triệu 250.000 đồng ruột gan thì anh em nhìn thấy là biết là hàng xịn rồi con này của nó vỉ mạch thì các bác nhìn là vỉ mạch này là vỉ mạch à, truyền thống của bay ư nhá nó có hệ thống cờ uh, cap R232 để căn chỉnh tăng giảm độ nhạy. Có cả rác canon, cả rác 6 ly, hệ thống com tinh chỉnh đầy đủ. Và con này mã cốt mã vạch không thiếu gì mà nó dòng này là một trong những dòng micro duy nhất của hãng Beyer Vermic. Này nó có hệ thống kết nối với máy tính để căn chỉnh độ nhạy. Chính vậy mà dòng micro này rất nhiều anh em được mệnh danh là một trong những dòng micro tiếng chất âm rất là hay. Đấy, giá tiền vừa phải. Thay vì chúng ta chơi đồ nhái, thay vì chúng ta chơi đồ rẻ tiền thì ngày hôm nay các bác nên lựa chọn cho mình những bộ micro hạng vip như thế này các bác nhá. Đây, ruột gan này, côn này của nó là côn xịn của Bayer này, ruột gan này mới có, tay của nó là tay titan nhá. 2 triệu 250 000 đồng tặng thêm cho các bác bộ pin sạc. Và ngày hôm nay, em Hiền cũng xin được chân thành cảm ơn tất cả các bác đã xem video. Và trong khoảng thời gian xem video thì các bác cố gắng cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh và bộ này là bộ số 5, một trong những dòng micro rất là chất lượng về âm thanh. Đây, các bác vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0936 118 58 và một sản phẩm em sẽ cố thêm. Đó chính là dòng micro với thương hiệu là punitham các bác ạ. punitham thì thật ra nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Đài Loan. Mặt của nó là mặt phay nhôm toàn bộ các bác nhá. Con này của nó có một cái độ điển trai một cách kinh khủng luôn các bác. Độ điển trai. Con này thì các bác có thể cài đặt được 6 số, cài đặt được 3 số và 2 À, trước màn hình tinh thể lỏng cực kỳ là lớn, nó nằm chính trực diện trên mặt. Và con này của nó đang sử dụng cái màn hình chống chói UHF các bác này. Mặt mũi của nó còn khá đẹp. Funitham UHF 700, Fulltime UHF 600 thì đối với mã 700 và mã 600 hai con nó là một các bác nhá. mặt mũi của nó thì anh em chúng ta phải dùng từ là nó rất đẹp. Đây, tay của nó bằng hợp kim. Đây, các bác nhìn này. Anh em thợ cũng đã dọn dẹp rất là đẹp rồi. Khi gửi đi thì nó sẽ có cả chống lăn, có cả chống sốc đầy đủ. Và con này thì thảo cho các bác xem qua về cái ấy và cho các bác xem qua về cái vỉ mạch chuột gan. Thì đối với dòng Funytime các bác biết rồi, nó là hàng xịn. À, công nghệ toàn bộ là sản xuất tại Đài Loan và được nhà máy của SHU575, một trong những chiến à công nghệ điện tử lớn nhất nhì tại cái thị trường Đài Loan đang sản xuất. Vì vậy nó có những cái thông số kỹ thuật trông rất là chuyên nghiệp. Funytime. Đấy phía sau này, canon này, 6D này, đầy đủ và dòng này nó đang sử dụng một cái dòng côn cool, à, uh, y hệt như dòng côn cool xua sure của beta 58 dòng côn cool này là côn cool xịn bãi của nó có nhá uh, tiếng rất hay rất ấm và dòng này của nó dòng đuôi chuột nó có chế độ khóa lốc này các bác đẩy lên thì chỉ có bật được chứ không tắt được kéo xuống là ok còn đây là chế độ là tăng uh, sóng xa sóng gần này đây là gạt xuống thì nó, nó sóng nó thấp hơn và tiết kiệm pin hơn Đấy, một cái tay nó đẹp sạch sẽ như thế này bộ này à, em còn có mấy bộ thôi em xin phép thanh lý để cho các bác với giá sập sàn 1 triệu 150 nghìn đồng tất cả các bác chúng ta ai chốt bộ micro này vẫn được tặng thêm một bộ pin sạc để tri ân tất cả những người đã luôn luôn yêu thương luôn like kênh luôn đăng ký kênh và luôn chia sẻ những video mà Cao Hiền up ở trên kênh à, các bác ai có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại là 0936 118 558 và anh em xem video thì cho em Hiền xin một like một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ trên trang cá nhân à trên zalo trên facebook Cảm ơn các bạn nhá xin chào